Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cốt nhục tình thâm và sống cái mối tương quan cốt nhục tình thâm trong đời sống của chúng ta là một điều chúng ta luôn luôn mong ước. Chúng ta luôn luôn muốn vun đắp, xây dựng, làm cho triền nở và lớn lên. Đó là xét về tương quan ruột thịt tha nhân con người. Chúng ta có một thứ cốt nhục tình thâm không chỉ là trong tương quan ruột thịt anh em, máu mủ, sinh ra cùng một sự sống, cùng một nguồn gốc, cùng một nòi giống, mà chúng ta còn có một cái cốt nhục tình thâm khác. Đó là cốt nhục tình thâm của kẻ mà như Chúa Giêsu khẳng định với những người nói với Chúa Giêsu: Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Cốt nhục tình thâm trong Chúa là cốt nhục tình thâm của những người nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta có một gia đình lớn hơn gia đình ruột thịt của chúng ta. Chúng ta có một mối cốt nhục tình thâm lớn hơn cốt nhục tình thâm gia đình dòng họ ruột thịt. Đó là cốt nhục tình thâm của những người tin và đi theo Chúa Giêsu. Vậy, tiêu chuẩn để trở nên người nhà của Thiên Chúa, người thân của Thiên Chúa, đó là tin và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Mà ý muốn của Thiên Chúa là gì trên cuộc đời của chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em? Ý muốn của Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng ta trước hết và trên hết, đó chính là Ngài muốn chúng ta nhận biết chúng ta là con cái của Ngài. Chúng ta được Ngài yêu thương. Bởi vì cái quyết ý của Thiên Chúa khi dựng nên con người là Ngài cho chúng ta được tham dự vào trong sự sống của Ngài và mang lấy hình ảnh của Ngài. Biết mình thuộc về một gia đình, biết mình được yêu thương, biết mình được kính trọng. Đó là lúc chúng ta nhận biết thánh ý của Thiên Chúa. Và khởi điểm thứ hai, khi đã biết mình thuộc về Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa đón nhận, được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của Ngài, thì chúng ta hãy sống làm sao cho xứng đáng với cái phẩm cách, với tư cách, với phẩm chất, với đạo đức, với nhân cách của người mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Đó là lúc ta thi hành ý muốn của Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu đến trong thế gian này, Ngài cũng chỉ muốn làm theo ý của Thiên Chúa, nghĩa là nói cho thế gian biết ý của Thiên Chúa là thương chúng ta, và chúng ta một khi đã nhận biết tình thương đó thì sống điều đó trong cuộc sống của chúng ta. Ý của Thiên Chúa, tất cả chúng ta là cốt nhục tình thâm của Ngài, việc Ngài đã làm. Còn lại phần chúng ta là nhận biết ta thuộc về Thiên Chúa, ta trở nên cốt nhục tình thâm với gia đình của Ngài, và ta nhận biết thì ta sống điều đó trong đời sống của chúng ta. Đó là phúc của tất cả chúng ta. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, đã hơn một lần trong đời sống của mình ta đã quên đi cái cốt nhục tình thâm thuộc về Thiên Chúa này. Ta lãng quên ân tình của Thiên Chúa. Ta không sống theo thánh ý của Ngài khi chúng ta không biết tôn trọng chính sự sống của mình, khi chúng ta không biết
tôn trọng, tôn quý sự sống của thai nhân, sự sống ngay từ khi được tác thành trong bụng mẹ, trong dạ mẹ. Hơn một lần, ta đã không biết quý trọng sự sống của Thiên Chúa, ý định của Thiên Chúa được tỏ bày trong tạo thành này, trong môi sinh này. Vì Ngài tỏ bày tình thương của Ngài trong tạo thành này, trong môi sinh này là để cho ta nhận biết Ngài. Và ta sống trong môi sinh, trong không gian này để ta đón nhận tình thương của Ngài, thấy tình thương của Ngài và sống trong đó. Ta không sống theo ý định của Thiên Chúa khi ta hủy hoại môi sinh, môi trường. Xin Chúa cho chúng ta ý thức lại điều đó. Và chúng ta sống cái mối tình cốt nhục, tình thâm của Thiên Chúa không chỉ là ở trong việc cầu nguyện, kinh lễ, bác ái, mà phải nhận biết mình được yêu thương và nhận biết sự sống của mình là vô cùng quý giá và sự sống của tha nhân là vô cùng quý giá. Không gì thay thế, không gì có thể phá hủy đi được. Việc chúng ta sống cốt nhục tình thâm của chúng ta với Thiên Chúa, sống ý định của Thiên Chúa, là chúng ta phải biết tôn trọng tạo thành này, môi sinh này, và góp phần kiến tạo nên một tạo thành xinh tươi và tốt đẹp, tạo nên một môi trường sống lành mạnh, an toàn cho mình, cho con cháu chúng ta và cho thế hệ mai sau. Đó là lúc chúng ta sống cái cốt nhục tình thâm người nhà của Thiên Chúa và đón nhận nhau là anh chị em của nhau. Amen.